Krakatoa là cái gì thì mình không biết, nhưng mà mình đố các bạn tìm được hình dáng của người nổi tiếng ở trên cái dòng chữ này. Bạn nào mà tìm ra được á, bình luận tên của người nổi tiếng đó nha. Rồi thì ngày hôm nay mình sẽ vào vai một người đàn ông đã từng chứng kiến tận mắt thấy được Siren Head ở ngoài đời. Và ngày hôm nay mình sẽ đi tìm sự thật về Siren Head. Rồi bây giờ thì mình không nói nhiều nữa, vô luôn. Lúc này là mình đang trong vai một người bố nha các bạn. Và bây giờ mình ra ngoài. Thằng con trai của mình kia rồi. Đến giờ đi ngủ rồi con trai à. Đến giờ đi ngủ rồi con. Trời ơi con đang chơi nữa. Ôi mà khoan, tính ra thằng con của mình nó chơi ở trong nhà mà nó mạo hiểm luôn các bạn ơi. Nhưng mà nó ngoan các bạn. Mình kêu cái nó đi liền các bạn thấy không. Rồi bây giờ là người ta kêu mình là đi khóa cửa lại các bạn ơi. Lấy cửa này đúng không? Đúng rồi. Đấy, khóa cửa. Bây giờ các bạn thấy là ở ngoài đang rất là yên bình luôn. Nhưng mà hồi nãy chắc là người ta thông báo là sự xuất hiện của Siren Head đang ở đâu đó bạn. Bây giờ mình đi ngủ thôi các bạn à. Đi ngủ rồi. Đấy. Ủa mà phòng mình phòng nào ta? Vô thử coi coi. Đây rồi, phòng mình đây rồi các bạn ơi. Hiện tại bây giờ là 9:59 rồi các bạn. Gần 10 giờ rồi. Thôi mình đi ngủ nha. Hẹn gặp lại các bạn vào sáng ngày mai. Chói mắt dữ vậy ta. Cái gì vậy trời? Tan hoang hết rồi các bạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Mình nghĩ là chắc là Siren Head đã tới đây rồi các bạn ơi. Bây giờ là cái xe này đó các bạn thấy không? Nó lật ngược lên luôn rồi nè. Nhà cửa gọi là banh tay lọc. Trời cái xe nó gọi là ủi vô cái nhà luôn các bạn ơi. Trời ơi bây giờ người ta kêu mình là đi tìm Thomas. Đi tìm xung quanh các bạn ơi. Mình phải đi tìm xung quanh thôi mới được. Ôi Thomas con... Gì đây? Emergency. Cái này là hình như là báo động các bạn ơi. Rời khỏi cái chỗ này để làm cái gì đó bạn. Và sau đó đi gọi là đi tìm ai đó. Rồi mình biết rồi. Trước tiên là như vậy đi. Nhanh. Rồi giờ đi tìm lo tìm con trước nè. Rồi tính chứ bây giờ hả không biết làm sao các bạn. Siren Head. Nó tới thì coi các bạn ơi. Rồi giờ sao đây, giờ sao đây. E, action, W, rồi ship. Rồi hiểu rồi. Tắt đi. Đâu rồi, mình mới thấy Siren Head rồi. Nó kia. Các bạn thấy Siren Head không? Nó đang đứng đằng kia các bạn ơi. Để xem coi. Nó đang đi tới đây các bạn. Oh no, chạy lẹ. Các bạn thấy chưa? Đây chính là cái người mà đã tận mắt chứng kiến được gọi là Siren Head xuất hiện các bạn. Nó sẽ chạy lẹ. Siren Head đâu. Mình không thấy nó đâu các bạn ơi. Lên xe. Oh, what? Bây giờ mình lái xe à? Oh no, rồi chạy thôi. Để mình nhìn coi coi. Các bạn nhìn cái kiến đằng sau lưng nha. Các bạn thấy cái kiến không? Các bạn nhìn sau lưng giùm mình nha để mình xem coi cái Siren Head đâu. Oh no, cái xe này khó chạy vậy. Trời. Mình đang chạy các bạn ơi. Chắc là mình lấy xe này mình. Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Chắc chắn Siren Head đang đuổi theo mình á. Mình nhìn lên sao được lưng không? Không nhìn sau lưng được nha các bạn. Nhưng mà mình có cái tấm kiến ở đây mình có thể hơi nhìn thấy nè. Ui cái gì vậy? Ui cái tay ai mà dài vậy? Chắc chắn là Siren Head rồi. Thiệt tình luôn á. Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây lúc này? What? Mình hiểu rồi, mình phải chạy thiệt là nhanh các bạn à. Để mình né được Siren Head. Nhanh, mình leo lên lề luôn các bạn ơi. Mà leo lên lề hơi căng rồi nha. Leo lên lề vậy nhiều khi mình lủi trúng cái gì các bạn. Đây. No, cái chân lủi cục điện. Hay quá. Come on, mình sắp tới thành phố rồi. Thật sự phải nói là cái con Siren Head này nó quá to lớn luôn các bạn. Cho nên là nó đuổi theo mình rất là nhanh. Mình thì mình lái xe hơi rồi đó. Nhưng mà mình chạy không kịp, không lại nó luôn. Quay, bình tĩnh. Hay lắm. Ôi, lật xe bây giờ. Thôi. Nhưng mà bây giờ mình không có bản đồ, mình cũng không biết là mình đang đi đâu nữa, mình chỉ đi thẳng thôi các bạn. Và mình đã thấy thành phố rồi mà. Vô thành phố rồi. Thoát chưa? No, lẹ. Ơi, nó còn không à? Ui, nó lẹ vậy. Cái gì? No, rồi, xong luôn. Oh no. What? Nó to kìa. Làm sao để chạy lùi đây? Xe mình nó khó điều khiển lắm bạn. Đấy. Rồi. Quẹo. Đây, mình sẽ nhìn. Nó kìa các bạn. Oh what? To vậy. Rồi thôi, nãy giờ các bạn thấy được Siren Head rồi. Bây giờ mình sẽ tập trung vô để mình đi nha các bạn. Mình sẽ không có gọi là hạ cho nó gọi là bắt mình nữa. Ảo quá. Siren Head sử dụng thiệt chiêu gì mà xa dưới vậy không biết. Why? Mình đang ở trong rừng, mình không dám nhìn xung quanh để cho các bạn coi được cái cảnh. Tại vì nếu mà mình nhìn xung quanh là xe của mình nó sẽ bị đảo liền các bạn, thấy không? Nó đánh trúng mình luôn các bạn, mình chạy né rồi mà vẫn đánh trúng mình. Come on, bây giờ đánh bên nào đây? No, trời ơi. Dạ, vô đường hầm rồi. Yes. Thoát chưa? Chắc là mình nghĩ mình thoát rồi, tại vì cái đường hầm đó nó sẽ rất là thấp các bạn. Có thể mình sẽ đi xuống lòng đất. Oh no, cái gì? Oh, bỏ xe luôn à, chơi ngu thế nha. Cái gì?
bấm nút cách để gọi là chúng ta làm gì đó, bấm nút control là chúng ta ui các bạn nhìn kia, control để bò à. Cái gì vậy trời? Các bạn nhìn cái miệng của nó kìa. Nó đang gọi là thổi gió vô đây để cho mình gọi là bị va chạm vô đá các bạn. Hoặc là vô những cái xe này nè. Bây giờ là mình phải tự gọi là tự lực thôi các bạn. Không thể nào mà gọi là đây. Đấy. Được chưa? Mình nghĩ chắc vậy được các bạn. Các bạn nhìn kìa nguyên. Cái này là cái đầu của nó đúng không? Nhưng mà cái đầu của nó là có cái miệng luôn các bạn. Mình vẫn đang càng tới mình hay sao các bạn ơi? Trời ơi. Đi lên. Nấp vô. Rồi cái này có nhảy này được không? Nhảy này được không? Không nhảy lên được các bạn ơi. Vậy là bây giờ mình phải ngồi xuống đây rồi. Rồi nhanh, đúp vô. Sắp thành công rồi các bạn ơi. Trời ơi, nó chặn đường kiểu này, sao mà biết đường mà chạy. Chạy đại đi. Ui, yes, thoát được rồi. Trời ơi, mừng, rớt nước mắt, hay lắm. Rồi, thành công, cái gì đây? Ui, cái đó là cái gà bạn ơi, nó dễ nổ, dễ cháy lắm bạn ơi. Giờ sao? Đi rồi, chạy lên. Giờ sao leo lên được? Kẹt coi. No, lẹ. Bây giờ nó đại rồi, có được rồi. Ui, thoát rồi. Yes. Ủa, nó chặn đường rồi. À, đây có cửa nè. Ui, trời. Sao phải nói là cái tựa game này nó căng quá vậy ta. E là action đúng không? Rồi, hiểu rồi. Bây giờ làm cái gì đây nè. Để xem coi. Nó kêu mình làm gì đây ta. Có bộ đàm nè. Ui, đây là một cái căn phòng hình như là còn lại những cái món đồ của mấy cái người làm các bạn ơi. Ráp phu xe là hình như là ráp cái gì các bạn ơi. Phu xe là gì trời? Ngu người. Lấy đại cái nào chứ mình cũng không biết nữa bạn ơi. Đây rồi. Cái này là cái bình xăng các bạn. Để đây đúng không? Rồi. Bây giờ lấy cái gì đây? Điện thoại nè, lấy không được nè. Xem coi lấy được cái gì không đã. Đây, lấy xe dây được nè. Xe dây làm gì đây? Để đây đúng không? Cái nào lấy được cứ lấy bạn. Mình sẽ gọi là lấy cái xăng các bạn, mình tẩm vô cái sợi dây này. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối với lại cái phu xe. Rồi biết rồi. Kết nối với cái xe hồi nãy bạn ơi. Ui, khi ra ngoài đây là mình phải đeo cái nón bảo hiểm vô nha các bạn. Cái nón bảo hiểm nó sẽ giúp cho mình có thể gọi là như thở được ngoài đây sao á. Rồi. Kết nối ở đây đúng không? Kết nối rồi các bạn ơi. Giọt lẻ. Rồi, được rồi. Bây giờ là light the full set. Là bây giờ mình phải gọi là đốt lên các bạn. Bây giờ tìm hộp quạt cái đã. Hộp quạt đây có không? Bấm đại đi lấy được đâu mà lấy. Hộp quạt coi có không? Đây cái gì đây? Đây, hộp gym. Đúng rồi. Xài hộp quay gym các bạn ơi, quay gym mới có thể đốt được. Rồi. Sao dùng vậy? Thanh niên ảo thực đấy. Ôi, chết rồi. What? Nó nổ các bạn thấy không? Đã nói rồi mà. Cái chắc chắn là cái xe đó có vấn đề. Nhưng mà để xem coi tiếp theo là cái gì. 8 tiếng sau à. Ủa, bây giờ là 2:52 rồi. Hồi nãy là 10 giờ, bây giờ 2:52 rồi. Cái chuyện gì vậy trời? Trời ơi. Nãy giờ đừng nói là đèn pin nè. Nhìn ngoài coi. Ủa, nãy giờ chỉ là mơ thôi à. Đùa nhau chắc. Mơ các bạn à. Cứ tưởng là thiệt. Giờ sao ra ngoài đây? Cái cửa này chỉ cần đẩy ra thôi. Bây giờ người ta kêu mình là check Thomas, check phòng của con trai mình. Để mình xem coi. Ủa, mặt. Ai vậy? Hình như có người nào đó. Lại tiếp tục. Vậy là bây giờ mình giống như mình kiểu giải tiếp rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình check phòng của thằng con mình rồi đúng không? Các bạn thấy ai không? Tắt đèn đi đúng không? Tắt đèn không được các bạn à. Các bạn thấy ai không? Vừa có một cái ông nào đó đứng trước mặt mình. Mắt ông phát sáng các bạn. Ghê thực sự. Tìm cái chỗ nào nó phát ra tiếng ồn bạn. Mà chỗ nào phát ra tiếng ồn thì mình đâu có biết đâu. Bây giờ phải đi tìm thôi. Kìa. Các bạn thấy không? Kìa. Nguyên một con đèn đó. Mẹ chưa? Chỗ này có tiếng ồn này các bạn. Cái cửa bị vỡ rồi. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ làm sao? Mình check xong rồi. Đây. Cái cửa sổ này bị vỡ ra. Quê, mình thấy có gì đó nó đang. Ui sao cái bạn. Ui ghê quá các bạn ơi, nó đang uống cái lượng cái màn hình của mình ghê quá. Từ từ nha. Cái tên hồi nãy đâu rồi ta? Bây giờ nó kêu mình là check cái phòng gì nữa nè. Low the room.
là cái phòng gì đây? Chắc là đi tìm thôi bạn ơi, chứ bây giờ mình cũng... Ghê chưa? Phòng đó phòng gì ta? Chắc là phòng giặt đồ đúng không? Phòng mà kiểu như phòng... để gọi là vệ sinh đồ á. Đây đúng rồi, đây. Wow, lại tiếp tục. Chúng ta cần ra khỏi đây ngay bây giờ, chính xác. Trong nhà này có người rồi. Và cái người đó đang xuất hiện gọi là cái bóng rất là ghê luôn bạn. Hình như là cái tên đó sợ mà ánh sáng hay sao á. Ê, hết hồn, tự nhiên thấy tắt. Kì. Uầy, tên nó đâu? Kì, tên nó gần mình đó bạn ơi. Tên nó đang gần, rất là gần mình luôn. Bây giờ người ta kêu mình là chắc cái tầng hầm hình như ở trong này luôn hay sao nè. Trời ơi, bây giờ các bạn thấy cái màn hình của mình không? Nó đang gọi là kiểu như bị có người đứng gần mình hay sao á. Tầng hầm hả? Tầng hầm cái phòng nào mình quên mất tiêu rồi ta? Không phải cái này. Bây giờ cái người đàn ông kia đâu mình không biết nha. Tầng hầm hồi nãy mình nhớ mình tìm ở đâu thấy mà. Để mình đi tìm các bạn. Tầng hầm hình như là ở đây nè. Ở đây có một cái đường hầm nè hay sao nè, cái đường... Đây đúng rồi, chính xác các bạn ơi. Bây giờ xuống đây mình check coi xem như thế nào nè. Check cái tầng hầm trước cái đã. Uầy, ở đây. Ui, ghê thiệt chứ. Ơ, what? Ủa sao thằng con mình nó lại ở đây? Con đang làm gì dưới này vậy Thomas? Mình đang hỏi nó các bạn. Ơ, ui, không có tin được là có xuất hiện một cái hình cái gì ghê dữ vậy trời. Mình nghĩ á, mình nói thiệt với bạn nha, nãy giờ mình nghĩ đây không phải là do ma đâu. Mà mình nghĩ á, là Siren Head nó đang gọi là tạo ra ảo giác cho mình, khiến cho mình cảm thấy sợ các bạn. Bây giờ nó kêu mình là đi tới nhà phòng khách. Mình nghĩ là Siren Head nó đã làm cho mình gọi là bị ảo giác để mình sợ các bạn. Mình nghĩ là như vậy á, chứ không thực sự không có cái gì đâu bạn ơi. Đây, mình đã tới phòng khách rồi. Nó kêu mình tới phòng khách các bạn. Mình không ngờ là Siren Head nó lại có những cái gọi là cái kiểu như là những cái kỹ năng như vậy các bạn. Nó có thể làm cho mình cảm thấy sợ luôn các bạn ơi. Ơ, sao mình đứng im rồi? Ơ, khoan, mình đi không được các bạn. Ui, động đất à? Ui, cái gì vậy? Ui, hả? Đừng có nói là cái nóc nhà của mình nó banh luôn rồi. Oh, what? Siren Head các bạn ơi, nó kêu mình đeo cái này vô. Rồi. What? Bây giờ mình không di chuyển được các bạn. Siren Head các bạn. Đừng bắt tôi. Bây giờ nó đang chuẩn bị bắt mình rồi các bạn ơi, nó thò tay xuống kìa các bạn không? Trời ơi, nó dở cái nhà của mình luôn hả? Đừng làm như vậy. Các bạn nhìn kìa, cái tay của nó kìa, đang thò xuống làm gì vậy? Mình nghĩ là nó kéo cái nhà của mình lên luôn các bạn ơi. Rồi xong luôn. Hiểu luôn rồi đó. Trời ơi, đau đầu nữa rồi các bạn. Bể luôn cái nón bảo hiểm rồi. Ôi, Thomas bây giờ là hả, bố cần gọi là lời gợi ý hay sao á? Chính xác rồi các bạn ơi. Cái này bị bể đeo vô chi nữa trời. Bây giờ là hả, cần phải kết thúc cái chuyện này thôi. Ngay bây giờ. Chỗ này hồi nãy mình đi nó bị cháy rồi. Bây giờ là mình phải làm sao đây? Bây giờ chỉ còn có một mình đây thôi. Mình phải làm cái gì đó, chắc là mình nghĩ là mình sẽ chế tạo thêm cái gì đó bạn ơi. Bây giờ là chúng ta cần sử dụng cái ga các bạn. Và một cái bình gì đó để chúng ta gọi làm gì đó. À đây, bây giờ chúng ta cần làm cái Molotov. Cái này là giống như cái đồ để nổ bạn. Mình không biết là cái gì. Nhưng mà bây giờ mình cần bốn cái chai hả? Đây, bốn bình nước các bạn, bốn bình nước đây nè. Đây, để mình... À đúng rồi, để này nè. 2 3 4 bình nước nha. Ấy, trời gì vậy? 4 bình nước nha các bạn, đủ rồi nè. Cái bình này là cái bình gì mà cái bình cứu quả mà đâu có được. Rồi, nó cần thêm một cái gì nữa bạn ơi, để này được không? Đây, cái này là cuộn băng keo à. Mình nghĩ là vậy. Rồi, một cái đó cuộn băng các bạn ơi, là mình được một cái nè. Mình cần thêm cái clo gì mình quên là cái gì mình quên mất tiêu rồi trời. Hình như là cái đèn này hay sao á, không phải. Cái đèn không phải là vậy. Thử coi được không? Không được các bạn. Đấy, cái một cái miếng vải. Rồi. Chuẩn chưa? Chuẩn luôn. Yes. Mình tạo ra giống như một cái trái bơm các bạn ơi. Rồi sao nữa? Rồi bây giờ là mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Mình đã lấy được nó rồi. Bây giờ là mình làm gì tiếp theo đây?
Có lẽ bây giờ là chúng ta sẽ phải ta tích là cái gì? Lượm đại đi, lượm được cái gì thì mình quăng vô thử coi được không nha. Đó, ví dụ như bây giờ mình lượm được cái gì mình quăng vô đó đi. Mấy cái này là cái gì đây? Pin nè. À, được luôn các bạn. Bây giờ lượm được cái gì thì quăng vô đó đi nha, tại vì nó không có cho mình gợi ý là mình nó không cho mình công thức các bạn. Cái kia mình cái gì mình cũng không biết nữa. Được không? Ném vô đây coi. Cái này cái đèn đúng không? Ném được không? Không được à. Không được các bạn ơi, cái này nó không có tác dụng rồi. Cái này thì sao? Chế tạo rất là nhiều thứ. Đó, ui. Cái gì vậy? What? Tiêu diệt Siren hết à? Được, cái này anh thích nè. Nãy giờ anh đợi cái này lâu lắm rồi đấy. Sao? À, súng này giống như súng siêu âm các bạn. Rồi sao ra ngoài? À, rồi. Ra ngoài rồi, bây giờ là mình phải tiêu diệt Siren hết các bạn. Nó đâu? Hướng nào ta? Hình như là hướng này. Lên luôn. À, bây giờ là mình khi mà nó thổi ra mình sẽ thổi ngược lại nó các bạn ơi. Đúng rồi. Nó là ma đầu lo đúng không? Mình sẽ gọi là giống mình sẽ gọi là chơi thì kêu với nó luôn. Đó, nó là ma đầu lo vậy. Mình có cái lo ở đây luôn nè. Chiến đấu với nó nè các bạn. Bây giờ sao đây? Giờ sao để là tiêu diệt được nó đây. Ấy. Một thổi một. Trời ơi, gáy là cái gì vậy? Từ từ chưa có biết là như thế nào. Nghĩa là mình khi mà nó thổi cái đó đúng không? Là mình sẽ gọi là thổi ngược lại nó. Đó, ghê chưa? Đừng đùa với anh. Anh gọi là có sức mạnh vô địch đây. Này thì 1, 2, 3, 4, 5. Tới 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 1, 2, 3, 4. Tới 1, 2, 3, 4, tới 1, 2, 3, 4, tới 1, 2, 3, 4, tới đây. Come on. 1, 2, 3, 4, tới đây. Tới đây. 1, 2, 3, 4. Cố lên các bạn ơi, mình đang tập trung, rất là tập trung luôn. Tới đây. Đừng đùa với anh, bây giờ anh không sợ sai rồi hết đâu. Tới đây nào. Công nhận cái súng này lợi hại thiệt. Không phải cái loa các bạn ơi, cái loa chứ không phải cái súng nữa. Rồi. Nó kìa, nó đang phà các bạn ơi. Tới đây. À, hết rồi đúng không? Ôi, đây là cái bẫy à. What? Là sao? Là sao? Đây là cái bẫy à. Rồi cuối cùng mình làm cái gì? Nào bây giờ là chúng ta cần phải gọi là hả? Phà nó à. Nó đang bị kẹt các bạn ơi. Come on. Chết nó luôn. Lên tới trong miệng nó luôn các bạn. Đúng rồi, phát ra âm thanh ngay miệng của nó. Này thì, sợ chưa? Ném vô miệng nó luôn. Đúng rồi, chúng ta sử dụng cái gọi là cái mìn hồi nãy mình chế tạo bạn ơi. Chế mìn lửa. Rồi sao nữa? Yeah, mình đã tiêu diệt được nó rồi bạn ơi. Thành công. Thấy chưa, mình tiêu diệt được Siren hết rồi mà. Ra ngoài rồi. Nó đang bò ra ngoài bạn ơi, chắc là đuối quá hay sao quá. Cho nên là phải bò ra ngoài, mình không điều khiển được cái con chuột nha bạn. Nó tự lắc nha, cái này nó tự rung lắc nè. Oh no. Siren hết đâu? Chói mắt quá. Cái gì mà chói dữ vậy trời?